ơi, bạn tên gì vậy? Mình hỏi chút tên Đài. Mình tên Đài. Tượng Đài sợ. Rồi cái thứ hai là những cái động mà lộ trong tận á. Ngã liều lo thấp quá vậy. Mong qua đôi lời thăm mới được. Cao quá. Vừa động đúng không em? Mới sáng sớm chưa mở. Chim rừng liều lo. Giống anh Vũ Lân á. Anh Tông Vũ Lân á. Chim rừng ngã liều lo, cánh thơ mộng qua đôi lời thăm hỏi đường đi tới ngôi à trường. Chào công tử. Chim rừng ngã liều lo, cánh thơ mộng qua đôi lời thăm hỏi đôi lời thăm hỏi đi ra. Dun, 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 dun. Mắt nhìn hai lối có đi chi quan lộ à, xin người chỉ giúp giùm cho ơi đặt a ha cũng được anh đây nè. A few moments later. Anh Đài ơi, chẳng hay nàng bị đau họng hay viêm họng sao nàng thòi vậy? Ủa khúc này là biết anh Đài rồi hả? Sao cứu nạn? Đài ơi, ta rất là vui. Đài ơi, ta rất là vui. Nhưng mà sao ta hỏi nàng bằng lời mà nàng trả lời bằng âm thanh gì sống động vậy? Ủa sao kêu bằng nàng? Khúc này đã lộ thân phận. Quỳnh ơi, hiện đệ đừng kêu nạn, chưa biết mà. Hiện đệ, tại sao nạn cứ không có nạn, chưa có biết là con gái. Sao em cứ ơi, sao đệ cứ ơi. Quỳnh à, tại vì hôm nay đệ có một bí mật muốn nói với Quỳnh, tại vì đệ ngại ngùng quá không hát được nên lời. Có gì đâu ta mà mắc cỡ gì mà không chịu lẹ giùm. Cái mặt bánh chén gì? Mặt dưới viên mà làm viên làm dáng. Cái mặt bánh Quỳnh mới là vô duyên thúi á. Sao vậy? Cái chỗ người ta đứng là e thẹn mà nó có mặt của vô duyên là vô duyên sao? Năm bay đánh đệ ơi, sao đệ đánh cái tiền mình gái đánh? Gì? Đánh người ta phải đánh vậy, đàn ông. Đàn ông người ta đánh như vậy nè. Không được, đánh mình phải đánh. Đánh vậy là của nữ nhi. Đánh chồng tiếp lần nữa. A few moments later. Cái mặt chuối chiên mà tưởng mình là mặt bánh tráng. Hồng trần trên đôi cánh tay, qua đời em trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ. Đau nha. Quỳnh ơi, bí mật của đệ đó chính là... Là gì? Lộ cái này ra hả? Em không lộ được nữa, cục này lấy. Cái này đó. Tháo lông bi giả là được rồi. Ừ, hà tháo tóc tháo lông bi giả. Bí mật của đệ đó chính là... Wow, lông bi giả. Nàng như vậy là nàng nói mi. Không, mà đệ nói mi. Như vậy? Như vậy là đệ nói mi. Không, Quỳnh không hiểu gì hết. Tức đệ chính là con gái. Nữ nhi, đệ chính là nữ nhi. Chúng ta không giống. Mỗi người đều có không giống kinh nghiệm. Cái này. Rồi. Cậu nhặt cây.
Tại sao vậy? Bởi vì cha của Mùi đã hứa gả cho Mùi cho dòng họ mà. Trời ơi! Ôi. Lòng anh đâu có ai mấy ngày trước là bầm dập, bữa nay đổ máu luôn nè mọi người. Máu rất nhiều, cảm giác rất là thương xót cho nghệ sĩ. Anh Dương Lâm đây đổ máu. Anh Dương Lâm đổ. Tôi nhờ cởi đồ nha. Diễn mà học máu luôn cái gì ơi, diễn học máu luôn. Chị Dạ bà ác quá thiệt á. Mấy mốt mà diễn mình gặp chị Dạ là né bà đây. Bà cái chổi lông gà mà nó dơ, không biết bà quét cái gì mà quét được mặt của tôi. Đã bao ngày gào ra gặp mặt, thế mà nhìn vui vợ là sao? Bông lại. Đưa cái chổi lông gà coi. Cái vậy? Cái tivi bữa giờ nó không có coi đó, nó bụi quá. Để lau lại cho nó sạch. À, trời ơi, không thấy rõ. Bụi cái tivi đi. Trời đất ơi, bà quét cái gì mà quét sơ sơ thôi. Đang quét bằng nhện, ta nói lâu ngày rồi đâu có cái tivi, đâu có coi tivi. Từ ngày mà biết được cái ứng dụng WeOn trên tivi đó. Bụi thôi mà. Thì giống như là phủ phấn lên mặt anh thêm một lớp nữa thôi. Mà nó ngứa quá. Vừa ngứa mà vừa máu lâm. Quay đi luôn, nhanh cũng quay. Quay cũng quay nè. Rồi chậm lại. Chuẩn bị muốn máu chậm. Trời ơi, trước khi nó không máu nó ăn ớt rồi bà. Trời ơi, nó ăn mứt rồi. Kẹo dẻo. Dừng lại. Dừng. Coi bởi vậy kỹ xảo điện ảnh của Việt Nam làm chưa tới. Thì đó. Anh coi chậm lại đây rồi hết. Rồi hết chân. Uống máu gì mà ăn kẹo dẻo. Nó ăn cái gì nó xịt si gô ra. Máu me gì. Đâu để lại coi phải không. Làm vẫn không? Còn cục kẹo dẻo ha. Vẫn còn ha. Zoom lại nè, zoom lại cho coi kỹ hơn nè, zoom nè. Rồi zoom cận lại nè, zoom lại. Zoom. Trời ơi. Zoom tới mặt mình luôn bà ơi. Dừng. Chết. Bị cân cái nút. Về lại. Trời ơi, thấy ghê quá ông ơi. Giống phim The Ring quá. Này Lưu Sơn Bá, này chú Bành Đài. Chú anh Đài bắt tháo lông nheo giả sân khấu luôn. Tháo lông nheo dán đây luôn. Tại vì phải xả tóc vậy mà tóc phải xả rồi cho nên là phải tháo lông nheo ra để nhận định là nữ. Niềm tin hả? Niềm tin chứ. Trời ơi, xem không xóa chân mày của em. Sao xóa được chân mày này, chân mày thật mà xóa. Ủa vậy hả? Tôi chân mày vẽ. Chân mày thật nè, chân mày của anh. Bay xăm dính trong mày. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ chương trình. Yeah. Đó, tụi em có những cái phút giây hy sinh cũng như là trà lết quá xài như vậy. Chủ yếu là để có tiếng cười cho mọi người nhớ ủng hộ chương trình Hội Ngộ Danh Hài được phát sóng vào lúc 20:30 vào tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hay quá là hay quá thuộc bài. Yeah.